But Susday, bong on the Orkney, Tiny Chum and Luke Yog Marian Chivat Bachi, Tnati the Pimui Mok, Jai Chun, bong on Orkney Band Saksa. Good Marian Mui, get tongue to Nung Knight, same thing about Paka. Tampato, get tongue to Nung Pakani, Chum Katar, bong on Orkney, Band Squall High. Squall High Tap Canning, we mean Knight a clacku, I rebrop prop band but tie. Khiom thua video ni laeng kư dâm bay chi ka rum lực mê riên chun bong bong ok nia chi bì xe kư rum lực mê riên xâm rạp bong bong thân nạc tì đập bì xâm rạp bong bong xa xa nâng xa thân nạc tì đập bì chân bong bong đài chè hói đăng hói kư ai mơ rum lực bàn hay mần mơ có mần thai đài bần tay chân bù bong bong đài mần toàn squall mần toàn đăng mình toàn score tháp cá nên với miền này ấy kha ấy chmu ấy kha nên cứ à mờ bàn chơi rupee hiệp đà bóng ôn của bóng tạm mờ ní cứ chụp cả bạc cả bóng ôn score hơi cả nắp cá với miền tùng hôm miền trung tre và miền po miền khăn nên khó khó khăn gì có vấn đề chụp cá cứ vì ai pollen nấu cao sca mình to bụi mà tụi bây chụp cá nó miền po sầm bò miền miền đục riêng như mấy cái đài, và tại cá cứ viền miền tuần ti sầm rạp bằng cá nơi cao cam to bụi, cứ cá mai sầm rạp cam to bụi đợt hết rồi bọc cá, được chưa? Cá nên cứ chia sợi riêng hết rồi bọc rục chết miền cá, cứ chia sợi riêng hết rồi bọc rục chết angiosperm, chừng rục chết angiosperm vì mình to bụi đợt sạp cá. Ở tập cá về miền này ấy kha, tập thua ở về miền tuần này tì, sầm khăn được không cá bằng to pu giờ bỏ rục chiết miền cả. Bà rục hiệp đài bằng ôn mờ ní cứ chi rục hiệp bằng hai nhầm pi này xem xe giờ bỏ cả, cứ cá bòm, cá bòm. Chơi giờ mờ ở kia, cá chỉ tu tới cứ về miền buồn này sầm khăn, cứ miền bỏ cá, sụt tọp cá. Cần chôm cái sò nhí hơi nâng cần chôm cái sò chmul. Trên này là bò bày tòn đấy nè. Bò bày tòn đấy. Cứ chía trọ bọp cả. Trọ bọp cả nâng viên miên bò bày tòn. Chân thì mũi trọ bọp cả. Trong này cái này nực nông rụp nâng cứ dừng mơ khơi đi chía bò sò nè. Chân nâng cứ chía sò tọp cả. Sò tọp cả. Tọ mà tiết. Nè miền đôi chi bông bông riêu bò bài tòn đi hay khẳng lơ này miền bò khom khom đi ở nâng kéo chung mùa thật cần chôm cái xo chung mùa thì chùm này nó chôm cái nà cái ní mà nó chôm cái nà cái ní cứ chía cần chôm cái xo nhì chân cá miền buôn phần này nâng cứ miền cần chôm miền tập bọp cá rồi tập cá kinh chôm cái xó chmô nâng kinh chôm cái xó nhì sơ thả ta trọ bọp ca miên tuôn ở tì ở vầy bà tuôn tì xâm khăn là bọ trọ bọp ca nó cứ vì miên tuôn ở tì xâm rạp cà pìa phnay khẳng khăn ông là bọp ca chịp xác cứ việc cà pìa cái xó nhì nâng cái xó chmô bà cà pìa kinh chôm cái xó nhì nâng kinh chôm cái xó chmô nâng nợ pê đà ca cọp bùm chả bà ca nó cứ vi lên cọp bùm hời ไอ้สตอปกาสตอปกาก็เป็นเมียนตัวนึงที่สำหรับกาปีได้นั่นคือกาปีคือนึกไปได้กากระปุ่มนั่งอ่านกันจมกันซอยนี่หนึ่งกันจมกันซอยชมูนคือยืมเมื่อเคยเด้ปีโปรเวียบังดอยตะบอกกาหอยหนึ่งสตอปกาไอ้สตอปกานี่เป็นเมียนปัวข้อข้อขณีตะตามประเภทตะบอกกาไอ้หนึ่งอ่านบัญชีนักขลันสักคลันกระโอบหาคลันกระโอบได้แต่เตียนทั่วไอเมียนดำนาลำอองคือแต่เตียนสั่นอัดน้อมไอเมียนดำนาลำอองจึงเตียงตระบอกแก่หอยหนึ่งสตอปแก่นั้นคือจีพนายได้มันบรรทออปูพนายมันบรรทออปูคือสำหรับดำเมียนตัวตีสำหรับกาปีกาปีหนึ่งไอเมียนตัวตีตรงตรงจมูกพนายบรรทออปูระบอกแก่คือเมียนกันจมแกโซชมูลนั่งกันจมแกโซหนีจึงกันจมแกโซชมูลมีเมียนพลาวลำอองจากนี้ก็เอาชมูลทับพลาวพลาวลำอองคือจะพลาวลำอองได้
នៅក្នុងផ្លោលំអងនឹងគឺគ្រាប់លំអងត្រូវបានផលិតជាងគ្រាប់លំអងផលិតនៅក្នុងផ្លោកលំអងជាងនៅក្នុងផ្លោលំអងមានថងលំអងដែលថងលំអងនីមួយមួយនឹងគឺមានតួនាទីសម្រាប់ផលិតគ្រាប់លំអងហើយផ្លោលំអងនេះគឺភ្ជាប់ទៅនឹងផ្នែកផ្សេងទៀតរបស់ផ្កានឹងគឺដោយសារតងមួយនេះបំពង់រាវមួយនេះដែលយើងឲ្យឈ្មោះថាតងកេសរឈ្មោលចឹងកញ្ចុំកេសរឈ្មោលវាមានផ្លោកលំអងនិងតងកេសរឈ្មោលដែលផ្លោកលំអងផលិតនិងផ្ទុកគ្រាប់លំអងចំណែកបាទនេះកញ្ចុំកេសរញីបាទកញ្ចុំកេសរញីវាជាផ្នែកកណ្ដាលរបស់ផ្កាណាវាស្ថិតនៅផ្នែកកណ្ដាលរបស់ផ្កាអញ្ចឹងវាអាចមានមួយឬក៏ច្រើនអាស្រ័យទៅតាមប្រភេទផ្កាហើយផ្នែកខាងចុងគេឬគឺផ្នែកកំពូលហ្នឹងគឺមានសភាពស្អិតស្អិតដែលយើងឲ្យឈ្មោះថា stigma ហើយ stigma នេះវាភ្ជាប់ទៅនឹងផ្នែកផ្សេងទៀតរបស់កេសរញីហ្នឹងគឺដោយសារតែតោងដោយសារកបាទថាកកេសរញីបាទផ្នែកកន្លែងនេះគេហៅជាកកេសរញីហើយនៅផ្នែកបាតរបស់កញ្ចុំកេសរញីគេហៅថាជា ovary គឺវាមានសភាពប៉ោងនៅផ្នែកខាងបាតហ្នឹងគឺជា ovary ដែលនៅក្នុង ovary នេះគឺមាន oval មួយឬក៏ច្រើនអាស្រ័យទៅតាមប្រភេទរបស់ផ្កាអញ្ចឹងអារូបទូទូចមួយនេះវាគឺជាoval អញ្ចឹង ovary ផ្ទុក oval មួយឬក៏ច្រើន stigma នេះដែលវាមានសភាពស្អិតនឹងវាជាកន្លែងសម្រាប់ទទួលនៅគ្រាប់លំអងបាទគ្រាប់លំអងដែលត្រូវបានបញ្ចេញពីផ្លោកលំអងគឺនៅពេលដែលផ្លោកលំអងវាថងលំអងនឹងវាបែកអញ្ចឹងវានឹងបញ្ចេញគ្រាប់លំអងហើយគ្រាប់លំអងនេះនឹងត្រូវបាននាំដោយសារខ្យល់ដោយសារទឹកឬដោយសារភ្នាក់ងារនាំផ្សេងៗហើយនៅពេលដែលវាមកទៅនៅលើstigma ហ្នឹងគឺវានឹងស្អិតជាប់នៅនឹងអញ្ចឹងអា stigma ហ្នឹងមានសភាពស្អិតជាកន្លែងសម្រាប់ទទួលយកគ្រាប់លំអងបាទចំណែកនេះគឺវាគាត់ថាជាផ្នែកមួយសម្រាប់ភ្ជាប់បាទសម្រាប់ភ្ជាប់ stigma ទៅនឹងovary របស់ផ្កាជាប់ stigma ទៅនឹង ovary របស់ផ្កាហើយក៏ជាកន្លែងចាក់ចូលរបស់បំពង់លំអងចំណែក ovary ហ្នឹងគឺជាផ្នែកបាតរបស់ផ្កាដែលផ្ទុក oval មួយឬក៏ច្រើនចឹងសរុបមកវិញគឺផ្នែកផ្សេងផ្សេងរបស់ផ្កាជាទូទៅគឺវាមាន4ផ្នែកសំខាន់គឺវាមានតបកផ្កាសុតបផ្កាហើយមានកញ្ចុំកេសរឈ្មោលនិងកញ្ចុំកេសរញីឥឡូវនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូននៅផ្កា2ប្រភេទផ្សេងគ្នាដើម្បីឲ្យបងប្អូនស្គាល់ថា stigma oval ovary ហើយតបកផ្កានឹងយ៉ាងម៉េចពួកយើងថាផ្កាវាមានទ្រង់ទ្រាយមានសន្តាននិងពណ៌ក្លិនខុសៗគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងបង្ហាញជូនផ្កា2ប្រភេទបាទនេះបងប្អូនគាត់ជាស្គាល់ហើយថាវាជាផ្កាអ្វីបាទអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យបងប្អូនកាន់តែស្គាល់ច្បាស់នេះមើលស្លឹកវាទៅបាទបាទផ្កានេះគឺជាផ្កាអង្គាដីបាទផ្កាអង្គាដីអញ្ចឹងផ្កាហ្នឹងគឺមានទ្រង់ទ្រាយបែបនេះបាទហើយបាទនេះគឺផ្កាដែលវានៅក្រពុំនៅឡើយអញ្ចឹងផ្កាដែលនៅក្រពុំយើងឃើញនេះពណ៌បៃតងនេះហ្នឹងគឺជាត្បកបាទត្បករបស់ផ្កាវាមានពណ៌បៃតងហើយបាទវាមានតួនាទីសម្រាប់ការពារណាគឺវាការពារផ្នែកផ្សេងទៀតរបស់ផ្កាគឺការពារកញ្ចុំកេសរញីនិងកញ្ចុំកេសរឈ្មោលចានេះបាទតោងផ្កាហើយនេះគឺជាត្បកផ្កានេះហើយនេះគឺជាស្ទប់បាទស្ទប់របស់ផ្កាចឹងស្ទប់ផ្កានេះក៏វាមានតួនាទីសម្រាប់ការពារកេសរញីនិងកេសរឈ្មោលនៅពេលដែលផ្កានឹងកំពុំចឹងហើយម្យ៉ាងទៀតគឺវាជាផ្នែកសំខាន់សម្រាប់ការតាក់ទាញនៅដំណើរលំអងព្រោះវាអាចបញ្ចេញនៅក្លិន
ចេញក្លិនហើយវាមានពណ៌ឆើតពូផ្កាផ្សេងផ្សេងនេះវាមានពណ៌ផ្សេងផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងអាពណ៌ផ្សេងផ្សេងហ្នឹងគឺអាចតាក់ទាញប្រភេទសត្វផ្សេងផ្សេងគ្នាឲ្យមករកវាដើម្បីឲ្យមានដំណើរលំអងអញ្ចឹងយើងមើលយើងនឹងមើលទៅលើផ្កានេះមួយបាទផ្កាមិញដដែលហ្នឹងដើម្បីដឹងថាតើកេសរញីកេសរឈ្មោលវាយ៉ាងម៉េចខ្លះចឹងនេះមិញជាស្ទប់ផ្កាឥឡូវយើងបកស្ទប់នឹងចេញដើម្បីទៅមើលកេសរឈ្មោលអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងបកស្ទប់នឹងចេញអញ្ចឹងបងប្អូនឃើញនេះបាទខ្ញុំបកវាចេញមកទៅកុំឲ្យពិបាកមើលបាទនេះអូរុះអស់ហើយបាទចង់រុះអស់អញ្ចឹងនេះនេះនេះមិញទេប៉ុន្តែវាដាច់ផ្លោកលំអងវាទៅបាត់ហើយណាដាច់ចឹងហ្នឹងខ្ញុំនឹងបង្ហាញមួយទៀតណាទាញមួយទៀតយកមកមើលដើម្បីងាយស្រួលប៉ុន្តែវាងាយនឹងដាច់ណាអូដាច់ទៀតហើយបាទដាច់ទៀតហើយតោះឥឡូវបងប្អូនមើលតែម្ដងនេះអាពួកអានេះគឺជាអីគេមិញគេយើងហៅអីគេបាទយើងហៅវាស្អីឥឡូវមើលផ្កាមួយទៀតមិនទៅកុំឲ្យវាពិបាកសូមមើលផ្កាមួយទៀតបាទនេះឃើញទេបងប្អូនឃើញទេនេះនេះមួយនេះចាំហើយនេះនេះអានឹងគឺជាកេសរឈ្មោលបាទកេសរឈ្មោលចឹងអាបំពង់រាវវែងនេះអានឹងគឺជាតងកេសរឈ្មោលដែលវាមកភ្ជាប់ជាមួយនេះផ្នែកផ្សេងទៀតរបស់ផ្កាលបូតបាត់ហើយហើយអាពណ៌នេះនៅផ្នែកខាងចុងអានឹងយើងឲ្យឈ្មោះថាជាផ្លោកលំអងបាទនេះគឺផ្លោកលំអងដែលជាទូទៅគឺវាមានពណ៌ពណ៌លឿងបាទមានពណ៌លឿងអញ្ចឹងវាមានច្រើនណាមានកេសរឈ្មោលច្រើនហើយកញ្ចុំកេសរឈ្មោលហ្នឹងបាទគឺវានៅរុំព័ទ្ធជុំវិញកេសរញីនឹងតែម្ដងហើយអញ្ចឹងនៅផ្នែកកណ្ដាលគេហ្នឹងយើងបកវាចេញអស់មកមិនដែលវាផ្កាហ្នឹងវាងាយនឹងវាស្រួយវាផុយអូខេតោះខ្ញុំនឹងបកឲ្យមើលនេះបាទបងប្អូនឃើញនេះអូទន់ណាស់វាដាច់ទេណាបកចឹងទៅមកណាបុកចេញអស់មើលបាទនេះនឹងគឺជាកេសរញីបាទកេសរញីហើយផ្នែកខាងចុងនេះប៉ុន្តែវាដាច់បាត់ទៅណានេះដាច់បាត់អាកន្លែងសភាពស្អិតស្អិតហ្នឹងអានឹងដែលយើងហៅថា stigma ហ្នឹងឈឹងអានេះគឺជាកកេសរញីបាទហ្នឹងគឺជាកកេសរញីដែលវាសម្រាប់មកភ្ជាប់ទៅនឹងបាទវាភ្ជាប់មកនឹងផ្នែកបាតរបស់ផ្កានេះផ្នែកបាតរបស់ផ្កានេះអូខេដែលយើងហៅថាជា ovary បាទហ្នឹងគឺជា ovary អូខេនេះគឺជាផ្នែកបាតរបស់ផ្កាដែលយើងហៅថា ovary ហើយផ្នែកហ្នឹងវាមានសភាពប៉ោងបាទហើយនៅក្នុង ovary ហ្នឹងបើសិនជាយើងពុះវាទៀតទៅគឺយើងនឹងឃើញមាន oval តែនេះវាទូចណាណាវាទូចវាតូចមែនតើអញ្ចឹងយើងពិបាកមើល oval ហ៎តើតាមានកែវរិចឬមានកទួសបាទគឺយើងពិបាកមើលណាហ្នឹងគឺជា oval លើបង្ហាញផ្កាមួយទៀតបាទនេះបងប្អូនស្គាល់ហើយផ្កានេះវាមានទ្រង់ទ្រាយមានសន្តានពណ៌អីហ្នឹងហើយរូបរាងរបស់វាហ្នឹងគឺប្រហែលទៅនឹងផ្កាត្របែកដែរតែនេះមិនផ្កាត្របែកទេគឺផ្កាខប់ដែលដោះនៅមុខផ្ទះចឹងនេះបាទនេះយើងមើលដល់គ្នានេះបាទនេះគឺជាតបកផ្កាហើយពណ៌សនេះគឺជាសត្វផ្កាបាទចឹងវាមានប្រមាណនេះ1 2 3 4 5ផ្កានេះគឺមាន5បាទវាជាពួកឌីកូទីលេដូនហើយយើង
về tớ bỏ vị trên stop vị trên ở mà bà dương khơi nhỉ này lường lường ấy nè lường lường mưa phải khơi nhỉ bà này nè lường lường đi nè anh đang cứ chia sẽ kia mình plow làm ổn cho nó cứ chia plow làm ổn hai tầng ao nắng á cứ chia kinh chống kê soi chmù ai dừng khơi nhá plow làm ổn nắng viên tờ ban chua học từ nâng này xin chia được bọc cá nắng cứ đời xa tại tuôn nè nè tuôn ú nhua đó là nhua được ật lọp chấm nè nè tuôn nữa nè tuôn nắng cứ chmù thá tôm cây só chmùl bà tôm cây só chmùl chả ní cứ plau làm óng bà plau làm óng nế plau làm óng bà miên plau làm óng nhìn nè plau làm óng plau làm óng hỏi tôm cây só chmùl chúng ta đi vĩnh đã vì chọn chul chọn chọn đập chọn ply bà đấy chứng viên co còn lại bà đấy cho nên là này trong cái nữa cứ chia stigmat và stigmat ở dương khơi đinh miên sập hiệp đuôi nơi lại những tính nữa nè đuôi nơi lại những tính chứ cười nhất luôn biết chỉ nhiều đó lại đầy luôn và nếu là nếu cứ chia co cái soi nhì hơi hàng cầm đấy này cái em bảo là đấy nếu cứ chia ố aware đại aware nâng viên nâng khai chỉ ply bằng tòa bì cam có còn nào hai đất nông nâng mà sân thì dương thơ cả vẹt cát vì là vẹt đại cái chọ đó mong nè cứ dương nâng khơi miên oval đất nông nâng và miên oval đất nông nâng cho đọc một vĩnh phần này xem xe như là bọc cá và phần này xem xe như bọc cá cứ bị miên tự bọc bà tôi bọc cá, sụt tọp cá, hơi vì miền kê sò nhí, bà vì miền kê sò chmú, nướng kê sò nhí, bà đi nè, bà đi. Chẳng vì miền tôi bọc cá, bà sụt tọp cá, miền kê sò chmú, nướng miền kê sò nhí, bà kê sò chmú vì miền plauk lum ong hoi nung tong keso chmul chum nai keso nhi ba keso nhi vinh cứ vi mien phnai trong ni stigmat hoi nung co keso nhi nung mien ovary đai tuk oval muay rư chraun cứ ovary tuk oval muay rư co chraun và số một con chụp cua cá test na video đi.